Diễn biến thời tiết hôm nay đáng chú ý với thông tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển được cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Còn trên đất liền cũng được cảnh báo có gió mạnh. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về mưa lớn. Chiều 28 tháng 9 ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến đêm 29 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 180mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.